Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 63 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nhàm, nguồn dịch Tàng Thư Viện.vn. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để bấm like cũng như là chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 63. Qua liền mấy ngày, không có việc gì quấy nhiễu hắn, cuộc sống là vần vình thật tiêu diêu tự tại. Những ngày cuối năm càng lúc càng đến gần trong tầm mắt. Khoảng thời gian khoái hoạt qua một ngày lại ngắn thêm. Thường nhật tại tiểu lâu là một trưởng quỹ nhàn hạ, nhắm lúc xào xào kiểm sổ sách, tránh lúc đông khách chiếm tiện nghi một phen, khiến cho ni tử này mặt đỏ tới mang tai, hồn hển thở gấp. Tới ban đêm thì cùng hai vị nương tử ngủ trên hoa thuyền, làm chút chuyện phu thê, sao chẳng tiêu diêu. Hắn cùng xào xào đang là hạnh phúc tân hôn, lại nghĩ tới qua năm phải tới kinh thành, trong lòng càng bùng lên niềm yêu thương đối với nàng. Mỗi ngày đều muốn cùng nàng ngọt ngào ân ái một phen. Tiểu lâu thứ hai của chuỗi cửa hiệu Thực Vi Tiên đã khai trương rồi, cửa hiệu thứ ba cũng đang trang hoàng tu sửa. Lâm Văn Vinh dựa theo đề nghị của Thanh Sơn đặt tên cửa hiệu thứ hai là Thái Hảo Cật. Cái tên này đúng là đại tục. Bất quá, nhưng đại tục tức là đại nhã. Lâm Văn Vinh buôn bán nhiều năm nên hiểu đạo lý này rất sâu sắc. Khi Thái Hảo Cật khai nghiệp, Lạc Mẫn đích thân tới dự, đề bút tại chỗ một phen, đủ bán mặt mũi Lâm Văn Vinh. Trước mặt lão vẫn là tổng đốc Giang Tô, bất quá quan trưởng Giang Tô đều biết tiền đồ của Lạc đại nhân không được tốt. Án tử của Trình Đức có dính líu cực rộng. Mấy ngày trước, Tô Châu chức tạo Đào Vũ bị phế bỏ mũ ô sa, lý do là kết đảng kiếm tư lợi. Lâm Văn Vinh nhớ tới tên Đào Đông Thành bị mình phế kia, trong lòng sảng khoái từng cơn, nhưng nghĩ về tiểu nữ Đào Uyển Danh thì cũng không tránh khỏi ngậm ngùi. Tự cho là nàng với Hậu công tử hẳn là phối thành một đôi rồi, hắn cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Vì chuyện giết Trình Đức, trong triều cũng đang ầm ĩ sôi sục, phòng trưng không quá mấy ngày nữa liền sẽ có thánh chỉ truyền tới. Hùng cát của lão Lạc khó liệu. Lâm Văn Vinh thấy thần sắc lão bay bổng, ngay cả nếp nhăn giữa mày cũng giảm đi rất nhiều. Biết được lão đầu này thật sự thoát tục, trong lòng cũng có vài phần bội phục. Lâm huynh đệ, lễ mọn này của ta đáng ra không nên gây phiền toái cho người mới phải. Thấy Lâm Văn Vinh sai người nhận lấy bức tranh thủy mặc vẽ núi non, Lạc Mẫn nói đầy ý nghĩa tầm sâu. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Hả, Lạc đại nhân, người đã nói qua, họa phúc chính là do trời định, chúng ta đều là phàm nhân, sao có thể chăm lo mọi việc chu toàn được. Hắn hạ giọng nói. Việc ngày đó người làm, kẻ khác không hiểu, nhưng vì ở trên Kim Loan Điện kia lại biết rất rõ, huống chi còn có từ đại học sĩ dàn xếp từ bên trong. Ngày đây chỉ là mắc cạn nhất thời, rồi có thể đổi lại 10 năm tháng tiến. Lạc đại nhân, tiểu đệ nên nói chúc mừng ngài mới phải. Lạc Mẫn cười to. Hờ, tiểu huynh đệ, cởi bỏ điều chứa chất trong lòng ta, lão hủ cảm kích vô cùng, ngươi là người có phúc, nếu ta có gì ngoài ý muốn, một nam một nữ của ta còn xin ngươi để ý nhiều hơn mới được. Nói tới nữ nhi, Lâm Văn Vinh lúc này mới chú ý tới. Lạc Viễn đang cùng Thanh Sơn túm lại một chỗ ồn ào, lại chẳng thấy bóng dáng Lạc tài nữ. Nhớ tới lời đã nói ngày đó trên hoa thuyền, hắn tránh không được một trận đau đầu. Chẳng lẽ phải dương cờ gióng trống theo đuổi Lạc Ngưng? Vậy xào xào tiên nhi, rồi còn nhị tiểu thư thì làm sao? Không thể bên trọng bên khinh à? Lạc Mẫn thấy hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, nhịn không được cười nói. Chớ tìm nữa, đây là thư Ngưng Nhi bảo ta đưa cho ngươi. Ta đúng là già rồi, chẳng nghĩ rằng còn phải làm người đưa thư của nhi nữ cho các người. Thật sự là càng sống càng tụt hậu. Để cha nàng đưa giúp thư tình, đánh chết ta cũng không dám. Lạc tài nữ này quá tài rồi. Bất quá cũng chỉ là tác động vào lão Lạc như vậy mới có thể khai sáng cho cha già. Chỉ có nàng mới dám làm như vậy đó. Thế nào, không dám mở trước mặt ta. Cái này cũng đúng. Lời của tiểu nhi nữ các người làm lão nhân già ta đây sao tiện nghe lén. Lạc Mẫn cười nói, ra bộ dáng của một lão bất tử. Ha, làm sao thế được? Lâm Văn Vinh cao giọng nói, mở phong thư kia ra. Mặt trên chỉ có một hàng chữ nhỏ xinh xắn xúc tích. Đại ca, nhớ huynh, nhớ huynh, nhớ huynh. Trong lòng Lâm Văn Vinh cảm thấy thật ấm áp. Nhà đầu kia đúng là can đảm, nhớ ta còn giấu à? Xem ra lần này
là thật sự muốn ta chủ động rồi. Thấy ánh mắt cười cợt của Lão Lạc, Lâm Văn Vinh dù là từng trải qua trốn xa trường cũng nhịn không được đỏ mặt một trận, chính khí lẩm lẩm nói: "À, Lạc tiểu thư chúc ta khai nghiệp may mắn, kinh doanh phát đạt, tặng ta 12 lạng bạc tiền mừng, nói là ở chỗ đại nhân." "Đại nhân, cái hồng bao này người mang đến rồi chứ?" Tiên Nhi đi theo cạnh hắn, biết được là thư của Lạc Ngưng, sau khi liếc mắt xem hết tất cả, thấy tướng công đẩy trách nhiệm lên người Lạc đại nhân, thầm hừ một tiếng. Lạc Mẫn giơ ngón cái với Lâm Văn Vinh, ý tứ là tiểu tử nhà ngươi can đảm. Tiêu gia cũng tới chúc mừng, hai chuỗi trân châu, ngàn lạng bạc, đúng là phần đại lễ cực kỳ trọng hậu, không ai bì được. Tiêu gia vẫn không biết mấy tiểu lâu này đều là sản nghiệp của Lâm Tam, nhưng biết Đồng Xào Xào khai nghiệp, khẳng định là có quan hệ với Lâm Tam. Chỉ bằng điểm này đem tặng đại lễ cũng thật là có thành tâm. Trong lòng Lâm Văn Vinh cảm khái, sớm biết là như thế, thật hối hận vì những việc trước kia. Đầu tiên là đắc tội với đại tiểu thư, ngày tiến tử vị, phu nhân cũng đại nộ mà về, đã nghĩ rằng duyên phận với Tiêu gia đến đó là tận rồi. Chỉ là phải nghĩ biện pháp nào để trộm lấy nhị tiểu thư từ tỷ tỷ và mẫu thân của nàng cho đúng đắn thôi. Tiêu gia đưa quà mừng tới, lại là hai người Tứ Đức và Tiêu Phong. Bọn chúng thấy được Lâm Văn Vinh trong lòng đại hỉ, vội vàng lao tới. Tam ca, tam ca! Hai tiểu tử các ngươi gần đây sống thế nào? Lâm Văn Vinh cười nói. Hai người cùng thở dài. Ê, tam ca, khi nào huynh trở về Tiêu phủ? Làm sao vậy? Lâm Văn Vinh lấy làm kỳ quái hỏi. Trong phủ xảy ra việc gì? Dựa theo đạo lý mà nói, Bạch Liên giáo bị diệt rồi, Trình Đức cũng đã bị chém, Triệu Khắc Ninh lủi thủi trở về kinh thành, tất cả gia nghiệp của Tiêu gia đều phải thuận buồm xuôi gió, chính nên hớn hở hướng tới cảnh giàu sang mới đúng. Trong phủ tuy là không có việc gì lớn, nhưng tình hình có chút bất ổn. Phu nhân không quản công việc nữa, mà tính tình của đại tiểu thư gần đây đặc biệt không tốt, không tha cho người khác làm sai dù một việc nhỏ. Nhị tiểu thư lại sống ẩn giật, mỗi ngày đều hướng Phật. Tam ca, chúng ta đều nhớ huynh. Mặt Tứ Đức đỏ lên nói. Đại tiểu thư này. Lâm Văn Vinh nhịn không được sự tức giận trong lòng. Sáng nghiệp dễ, giữ nghiệp khó. Nàng không biết khoan dung như vậy, chẳng lẽ là muốn sản nghiệp của lão tử mất sạch mới được ư? Hắn áp chế nộ khí, hiện tại đang ở tình trạng chia cắt với Tiêu gia, việc này cũng chẳng muốn đi quản nữa. Đại ca. Hoàn Ái qua đi, trên mặt Xào Xào nổi lên một tầng đỏ ửng, vẻ thỏa mãn biểu lộ trong mắt. Nép thân hình mỹ lệ mềm mại không xương, nép sát vào lòng hắn, âm ư hai tiếng, thở hổn hển nói. Xào Xào là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve thân hình đầy đặn của nàng, xoa nắn ngọc nhũ như một khối mỡ đông mịn màng, khiến cho hắn thoải mái rên lên một tiếng. Đồ đạc căng phồng trong nội thể thần bí của ái thê nhẹ nhàng tách ra tiểu đôn của nàng, cười râm rợn. Bảo bối, chúng ta lại một lần nữa nhé. Những lần vừa rồi có thể giúp nàng sinh hai con trai, bây giờ chúng ta lại chế tạo bốn đứa luôn nhé. Đêm nay ta bảo đảm không giày vò nàng, chỉ làm vài ba lần là được rồi. Đại ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xào Xào ngượng tới đỏ bừng, rúc sát vào lòng hắn. Làm vợ chồng với đại ca mấy ngày rồi, mỗi lần nghe thấy lời mặn nồng của trượng phu, nàng lại e thẹn giống như khi còn con gái. Chính là loại ngượng ngùng của tiểu cô nương này khiến Trần Lâm Văn Vinh cảm thấy kích thích bội phần. Mỗi ngày nếu không yêu thương nàng thật tốt mấy lần, vậy đó là không phải với bản thân rồi. Đại ca, chẳng với Tiên Nhi tỷ tỷ sao không ở cùng phòng? Hại thiếp ngày hôm qua vì vậy bị tỷ ấy chê cười. Xào Xào khẽ nói, lời vừa phát ra, cảm thấy hung khí kia trong cơ thể lại phình lên hai phần. Nàng ư hử một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn như bốc lửa, nhiệt tình như thiêu đốt. Nàng ấy cười nàng thế nào? Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Không phải là thừa dịp ta, khi ta với tiểu bảo bối Hoan Ái, lén lén tới nhìn một chút chứ. Không có gì ghê gớm cả. Sau này, nàng cũng nhìn lại nàng ấy là được rồi. À! Xào Xào che hai gò má không dám nhìn trượng phu. Đại ca, chẳng chớ nói thế, ngượng chết đi. Tiên Nhi tỷ tỷ sao lại xấu như thế? Nhìn lén mà không nói, còn muốn trên đơn giường chúng ta, đại ca. Lâm Văn Vinh ghé đến bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi một hơi. Tiểu bảo bối, không phải sợ, về sau tướng công cũng sẽ chỉnh nàng ta như vậy. Làm hai người nàng không ai cười được ai. Bảo bối, chúng ta lại lần nữa nhé. Xào Xào e thẹn ừ một tiếng, nép sát vào lòng đại ca, đưa tay vuốt ve lưng hắn,
nhưng lại vô ý muốn chạm vào một bàn tay nhỏ bé láng mịn như mỡ đông, lập tức kêu to a một tiếng, lại âm thanh kiểu mị của con gái vang lên. Sao xà muội muội, em vừa rồi tại ở trước mặt tướng công sắp đặt cho ta phải không? Thiên Nhi tỷ tỷ, Xào Xào hét lên kinh hãi, chỉ thấy sắc mặt Tần Thiên Nhi đỏ ửng, toàn thân trên dưới không chút vải, ôm chặt lấy eo trượng phu, bộ ngực chậm rãi cọ sát. Tướng công, thích không? Trong mắt Tần Thiên Nhi hiện lên một tia quyến rũ, cố che giấu sự đau buồn trong lòng, khẽ nói. Đây là sư phụ dạy, người nói, nếu muốn chàng yêu thương tiếp, phải nguyện vì chàng làm bất cứ việc gì. An tỷ tỷ này cũng thật là, sao có thể dạy chiêu thuật hay ho như vậy? Một thức sao đủ, không đem 7-8-10 chiêu ra dạy đồ đệ luôn. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tiền Nhi nói. Bé ngoan, nỗi khổ của nàng tướng công biết, đợi ta lên kinh, nhất định vì nàng giải tình cổ kia, tới lúc đó chúng ta sẽ làm vợ chồng chân chính. Tướng công, Tần Tiền Nhi áp chặt má lên lưng hắn thút thít khóc. Có một câu này của chàng, Tiền Nhi chết cũng mãn nguyện rồi. Thật nàng uốn éo trên lưng tướng phu vài cái, dịu dàng nói. Tướng công, vậy chàng yêu thương Xào Xào thật tốt đi. Trong những tương hào của chàng, thiệp vừa ý muội ấy nhất. Chàng với muội không phân biệt lẫn nhau. Chàng yêu thương muội ấy cũng là yêu thương thiếp. Tướng công, thiệp muốn xem hai người hoàn hảo. Sư phụ còn dạy ta rất nhiều. Yêu cầu này quá khó xử cho ta. Lâm Văn Vinh mặt mày hớn hở. Xào Xào vốn đã vô cùng ngượng nghịu, càng không chịu nổi, khẽ thốt lên. Tiên Nhi tỷ tỷ, người ta... Tiểu bảo bối, đây là Tiên Nhi tỷ tỷ ép ta, ta cũng không muốn. Nhưng ta lại là người đứng đắn. Ồ, một chiêu này cũng là An tỷ tỷ dạy sao? Lần sau, có thể mời cô ta dạy ta luôn. Đại ca xấu xa, Tiên Nhi tỷ tỷ xấu xa. Biết khó thoát ma thủ, Xào Xào mị nhãn như tờ, e lệ chu đôi môi đỏ mọng lên. Tuy giữa mùa đông lạnh giá, nhưng dưới chướng hoa ấm nồng, màn hồng bay bay, vợ chồng ba người cùng nhau hưởng thụ lạc thú tột cùng. Mới tỉnh mơ, Lâm tướng quân xuân tình thỏa mãn, tỉnh dậy cực sớm, mở mắt ra đã thấy tinh thần bừng bừng. Đêm qua tiểu huynh đệ bận rộn tới khuya mà vẫn hùng tráng như cũ, nhìn hai lá bà ôm thành một cặp cuộn trong chăn gấm, thân hình tuyệt mỹ lung linh hiện ra hết. Hắn cười hắc hắc, vuốt ve ngọc nhũ hai nàng qua lớp chăn, khiến cho hai nàng khẽ rên ư hử một tiếng, rồi mới chịu bước ra ngoài khoang thuyền. Chiếc thuyền hoa này được Lâm Vân Vinh đặt tên là Hạnh Phúc. Dù sao cũng là của hồi môn của Tiên Nhi, từ nay về sau cũng tính là của họ Lâm rồi. Nhưng hắn không hề có chút ý định muốn ăn đồ có sẵn. Mấy ngày trước dặn dò Xào Xào chọn được một tòa nhà lớn trong thành Kim Lăng, là chốn cũ của một người cáo lão về ở ẩn. Cầu nhỏ nước trôi, đình viện lầu gác, rất có ý vị. Lâm Văn Vinh mang theo hai vị nương tử tới xem qua, trong lòng rất vừa ý, liền chọn nó. Dù sao bây giờ cũng có tiền rồi, đang hủ bại nhất định phải hủ bại tiếp. Đã có tiền thì phải sai, tiêu hết rồi lại kiếm. Đây là tín ngưỡng Lâm Văn Vinh luôn kiên trì. Tuy nói còn mấy ngày nữa hết năm rồi, qua năm liền phải tiến kinh. Nhưng Kim Lăng là chốn căn cơ, lại là nơi phát tích của hắn. Lưu lại quá nhiều hồi ức, không mua một tòa nhà lớn thật có lỗi với bản thân, không phải với mấy lão bà. Sau khi đã chọn tòa nhà này, nghe được một tin tức nhỏ của Lạc Viễn nói. Lạc tài nữ đã lẻn lén đi xem tòa nhà rồi, cũng phải nở một nụ cười trên gương mặt, xem ra cũng rất là vừa ý. Lâm Văn Vinh nghe được toàn thân toát mồ hôi hột, cô nàng này còn chưa bước qua cửa đã quan tâm đến cuộc sống sau này rồi, hơi nóng lòng rồi á. Bật quá hắn thích ở lại trên thuyền, nơi này thanh tịnh không người quấy rầy, cả thuyền chỉ có ba người bọn họ, muốn làm gì thì làm. Nghĩ tới lúc lão bà yêu thương, cả thuyền rung động, quả là một việc làm người ta vui sướng biết nhường nào. Đó là vinh quang của nam nhân. Lại nói, khỏa thân nằm tắm nắng cũng thật thích thú. Đáng tiếc hai lão bà mặc dù cùng bồi tiếp hắn ngủ trên một cái giường, nhưng loại việc kinh thế hãi tục này, đánh chết các nàng cũng sẽ không làm. Cuộc sống thật tươi đẹp à. Lâm Văn Vinh quay về phía hồ nước hét lớn một tiếng. Một tầng sóng nước lăn tăn gợn trên mặt hồ, mang theo chút hơi lạnh. Cảnh vật trốn xa xa mờ ảo trong tầm mắt. Hắn đang cởi trần cảm thú cái lạnh mùa đông, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Cuộc sống thoải mái như vậy không còn được mấy ngày, sẽ lập tức lên kinh. Hắn chẳng muốn suy nghĩ nơi đó sẽ có việc gì đợi mình, tiện thể bắt đầu tập luyện. Hắn không biết sử dụng kiếm thuật như An tỷ tỷ, phương pháp rèn luyện khó tránh khỏi hơi sơ khai. Duỗi duỗi tay chân, uốn uốn éo éo,
như thể mấy bài thể dục phát vào ngày thứ bảy. Lâm Tam, Lâm Tam! Vừa mới tập xong một vài động tác, bỗng nghe tiếng hô hoán từ trên hồ vọng lại. Ta không phải là nghe lầm chứ? Sớm thế này mà có ai kêu ta? Hắn lắc lắc đầu, đang có nhã hứng cao, tiếp tục quảng bá cho mấy bài thể dục rèn luyện sức khỏe kia. Lâm Tam, Lâm Tam! Âm thanh càng lúc càng gấp gáp, trong đó có cả tiếng kêu của một nữ nhân quen thuộc. Lần này không lầm rồi, thật sự là có người tìm ta. Tiếng gọi kia lại càng gần, Lâm Vận Vinh đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên mặt nước một chiếc thuyền nhỏ bơi lại. Tiêu phu nhân mang theo mấy nha hoàn hạ nhân đang vội vã tiến tới. Phu nhân, là người gọi ta sao? Lâm Vận Vinh lớn tiếng hô. Tiêu phu nhân nghe giọng của hắn vội vàng nhìn qua, thấy trên con thuyền kia một người đang đứng. Không phải là Lâm Tam chứ còn là ai nữa. Trên mặt lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói với thuyền phu. Chèo nhanh, chèo nhanh. Thuyền nhỏ cập sát thuyền hoa, Lâm Vận Vinh cười nói. Phu nhân, sao người lại tới nơi này tìm ta? Tiêu phu nhân lau mồ hôi trên trán vội la lên. Tìm ngươi thật khó. Lâm Tam, Ngọc Sương có tới nơi này tìm ngươi không? Nhị tiểu thư, ta tuy là muốn trộm nàng đến, nhưng còn chưa kịp động thủ, bà đã tìm tới cửa. Hắn lắc đầu nói. Không có, mấy ngày nay ta còn chưa gặp nhị tiểu thư. Phu nhân, nhị tiểu thư sao rồi? Tiêu phu nhân than thở. Hôm qua có mấy nhà hoàn láo táo bàn chuyện riêng về ngươi. Còn nói ngươi và Ngọc Nhược xảy ra mâu thuẫn, ngươi bị Ngọc Nhược đuổi, lại vừa khéo bị nha đầu Ngọc Sương kia nghe thấy. Người cũng biết, nó còn không biết người đã trở về. Việc này chúng ta vẫn giấu nó. Chợt nghe được những điều này, nó chịu không được, tìm Ngọc Nhược ầm ĩ một phen. Sáng sớm hôm nay đã trốn khỏi phủ, không biết là đi đâu rồi. Đáng chết, Lâm Vân Vinh hừ một tiếng. Nhị tiểu thư đối với mình mặc dù rất dịu dàng, nhưng nàng cũng là một cô gái có cá tính. Ngày đó có cả Uy Vũ tướng quân lẫn Trấn Viễn tướng quân, chắc chắn là không để người khác khi phụ. Lần này đại tiểu thư lừa dối nàng, nàng không làm loạn lên mới lạ đó. Phu nhân, trước khi nhị tiểu thư ra ngoài, trong phủ chẳng lẽ không ai nhìn thấy sao? Lâm Văn Vinh vội vàng hỏi, liền nhảy lên trên thuyền của tiêu phu nhân. Người có thể trước tiên mặc y phục vào đã được không? Tiêu phu nhân đỏ bừng mặt, thấy thân trên của hắn để trần, lộ ra cơ thể rắn chắc. Tiêu phu nhân là một nữ nhân trung trinh, ngày ấy miệng hắn không chút e dè nói cái gì phải theo đuổi hạnh phúc, đã làm cho nàng phải phất tay áo bỏ đi. Hôm nay thấy y phục hắn lại không tử tế, thật sự là người vô pháp vô thiên. Tiêu phu nhân cười khổ một trận, đối với Lâm Tam này, tuyệt không thể mỗi ngày đều trình phép tắc. Chỉ có việc hắn nghĩ không ra, chứ không có việc hắn không dám làm. Chẳng phải chỉ là không mặc y phục sao, cái này cũng có thể kinh lớn hại nhỏ. Lâm Vận Vinh bất đắc dĩ gật đầu. Tần Tiên Nhi và Xào Xào nghe có người kêu la, sớm đã ra khỏi khoang. Thấy tướng công vội vàng ra đi, Tần Tiên Nhi nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ, dịu dàng khoác một chiếc áo dài lên người hắn, cười duyên dáng. Tướng công, chàng đi đi, về sớm một chút. Nhà đầu này, từ đêm qua ba người hoang đàng một phen, tính khí hình như bình hòa hơn một chút. Trong lòng Lâm Vận Vinh đại hỉ, không nghĩ rằng việc kia còn có tác dụng này à, từ đây về sau phải làm nhiều hơn mới được. Hắn nói bên tai Tiên Nhi, bé cưng, ta sẽ sớm trở về, nàng và Xào Xào tắm rửa sạch sẽ chờ ta nhé. Tần Tiên Nhi khẽ gắt một tiếng, mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng nhảy lên thuyền lớn. Tiêu phu nhân thấy hai người hắn ân ái ngọt ngào, nhớ tới việc con gái mình, khẽ thở dài. Hôm nay khi Ngọc Sương đi, những kẻ trong cửa tưởng rằng nó muốn ra ngoài làm việc gì đó, nào đâu biết đề phòng nó. Ta cũng nghĩ rằng nó hẳn là tới tìm ngươi, chỉ là hành tung ngươi bất định, nó lại không biết rất nhiều việc, đi đâu để tìm ngươi đây? Nhà đầu này tuổi còn rất nhỏ, vừa từng trải qua việc đáng sợ. Lần này ra ngoài, vạn nhất là gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Tiểu phu nhân nói tới đây đã rơi nước mắt. Mấy lần gần đây tiếp xúc với phu nhân, nước mắt của tiêu phu nhân nhiều hơn lên, dáng vẻ tươi cười trước kia đã ít đi rất nhiều. Lâm Vân Vinh an ủi. Phu nhân chớ có hoảng, nhị tiểu thư thông minh cơ trí, lại mới đi mấy canh giờ, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu. Nàng ấy biết ta ở Kim Lăng, chắc chắn sẽ không rời khỏi đây, sẽ ở lại trong thành tìm ta. Phu nhân là do quan tâm quá thành loạn, nghe hắn phân tích một phen, nhất thời cảm thấy rất có đạo lý. Khó được như hắn ở thời khắc khẩn cấp như vậy, còn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo, trong lòng càng đánh giá hắn cao thêm vài phần. Lâm Tam, phân tích của ngươi rất đúng, ta và Ngọc Nhược chia nhau ra. Ta tới tìm ngươi, Ngọc Nhược thì dẫn theo gia nhân tìm xung quanh rồi.
Khi hai người đang nói chuyện, chiếc thuyền đã tiến gần bờ. Lâm Văn Vinh nhảy lên trước tiên, phu nhân kéo vai áo đi tới đầu thuyền. Lâm Văn Vinh liền chìa tay ra, nắm lấy tay bà đỡ lên bờ. Khuôn mặt Tiêu phu nhân liền đỏ lên, thầm tức giận, nhưng lại thấy ánh mắt hắn cực kỳ trong sáng, tịnh không có một chút phóng túng nào, liền cũng ngậm miệng không nói nữa. Lâm Văn Vinh bình tĩnh nói. Phu nhân, những chỗ ngày thường nhị tiểu thư thích đi, người đều phái người đi rồi chứ. Tiêu phu nhân lườm hắn một cái. Cái này còn cần ngươi nói ư? Bà gật đầu. Phàm là nơi chốn nào ngày thường nó thích, ta đều phái người tìm qua, nhưng vẫn không có kết quả gì. Lâm Văn Vinh nói. Nếu như thế, chúng ta liền chia tay ở đây, phân nhau ra tìm. Kim Lăng Thành này lớn thế nào? Cho dù đem Kim Lăng đảo lên 3 thước, ta cũng phải tìm ra được Ngọc Sương. Hắn lúc này dưới sự cấp bách cũng không xưng hô nhị tiểu thư nữa. Phu nhân nghe được ngược lại cảm thấy hắn rất thật lòng. Tách khỏi Tiêu phu nhân, hắn cẩn thận nghĩ lại quá trình cùng nhị tiểu thư quen biết tới nay. Đính ước của hai người là ở trong Tiêu phủ. Nói chuyện tình ái, sờ sờ mó mó cũng phần lớn diễn ra ở Tiêu phủ. Nếu nói tới chỗ quen thuộc của hai người ở trong thành, thì cũng chỉ có một cái Tê Hà tự thôi. Ngày đó hắn cùng đại tiểu thư bị Bạch Liên giáo bắt cóc, nhị tiểu thư cả ngày ăn chay niệm Phật cầu phúc cho hai người hắn. Chỗ kia có ý nghĩa rất đặc biệt. Mặc kệ phu nhân có phái người tìm qua hay chưa, hắn liền tới thẳng Tây Hà Tự. Lúc này còn sớm, bên trong Tây Hà Tự không có mấy hương khách, chỉ có vài vị sư sãi đang quét lá thừa thừa thớt thớt, trông thật là thanh tịnh. Hỏi mấy vị hòa thượng có một nữ thí chủ xinh đẹp tới hay không, mọi người đều lắc đầu. Duy chỉ có một tiểu hòa thượng bảo có một vị nữ thí chủ đi về phía Đại Hùng Bảo Điện, hòa dung nguyệt mạo trời sinh, cực kỳ xinh đẹp. Mẹ nó, tuổi nhỏ như vậy mà đã nhận ra nữ thí chủ xinh đẹp rồi, lớn lên khẳng định là hoa hòa thượng. Lâm Văn Vinh vừa cảm kích lại khinh miệt, vội vàng chạy tới Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện này gồm một chính điện và 2 điện phụ. Hắn tới thẳng trong chính điện, lại không có một ai. Hắn hành lễ trước tượng Bồ Tát uy nghiêm một cái, rồi từ tiền điện tìm tới hậu điện. Đừng nói nữ thí chủ, ngay cả con chuột cái cũng chẳng thấy một con. Trong lòng đang âm thầm tức giận, thì nghe thấy ở tiền điện truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, lại gấp gáp nhẹ nhàng đến, tựa hồ như là của một nữ nhân. Cô gái kia tiến vào điện, cẩn thận tìm kiếm trước sau một phen, chẳng phát hiện được gì, nhìn không được khẽ thở dài, quỳ lên cái đệm trước người Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cầu lão nhân gia người phù hộ muội muội bình an vô sự. Đệ tử nguyện lấy tính mạng đổi lấy sự chu toàn của muội ấy, chỉ cần muội muội có thể bình yên trở về, còn sẽ không đi nhớ tới kẻ đáng ghét kia nữa. Đại tiểu thư, Lâm Văn Vinh trốn ở hậu viện kinh ngạc khẽ hô một tiếng. Mấy ngày không gặp, đại tiểu thư tựa hồ gầy đi rất nhiều, ánh mắt mang chút bi thương, mặt ngọc còn vương vẻ âu sầu, vẫn còn đó dáng vẻ thon thả, nhưng dường như mất đi vài phần cao ngạo, lại thêm chút u oán, so với ngày trước lại có một phong vận mê người khác. Đại tiểu thư vừa rồi bái Bồ Tát, ngôn ngữ tuy chỉ có vài câu đơn giản, nhưng lọt vào tai Lâm Văn Vinh lại không tầm thường chút nào. Nàng nhung nhớ người xấu kia, ngoại trừ Lâm Tam Ta xấu xa vô cùng này, còn có ai có thể giành được vinh dự đặc biệt đó nữa. Nghe giọng điệu của nàng, tựa hồ đối với ta có điểm gì đó. Tìm hắn nhất thời thình thịch, ngoài ý muốn, thật ngoài ý muốn, dễ mất mạng quá. Ai? Trong đại điện trống trải, giọng Lâm Văn Vinh tuy nhỏ, rơi vào tai đại tiểu thư lại rõ ràng vô cùng. Nàng vốn không nghĩ hậu điện có người, trong lòng lấy làm kinh hãi, vội vàng quát lên. Lâm Văn Vinh thầm kêu khổ. Sợ cái gì thì cái đó đến, đây không phải là cố ý chỉnh ngươi sao? Hắn cười xấu hổ đi ra, vẫy tay với Ngọc Nhược nói. Chào, đại tiểu thư, nàng khỏe chứ? Nhị tiểu thư khỏe chứ? Phu nhân khỏe chứ? Phúc bá khỏe chứ? Các huynh đệ trong phủ đều khỏe cả chứ? Là ngươi? Thấy từ hậu điện đi ra chính là người vừa nhớ tới trước mặt Bồ Tát. Tiêu Ngọc Nhược vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng. Nghĩ tới lời vừa rồi nói, rất có khả năng không chút nào rơi khỏi tai hắn. Đại tiểu thư có loại cảm giác muốn ngất. Trong lòng hoảng loạn, khó dùng lời nói được. Không phải là ta, là Bồ Tát. Là Bồ Tát đang nói. Lâm Văn Vinh cười khan 2 tiếng nói bổ sung. Đại tiểu thư yên tâm, ta cái gì cũng không nghe thấy. Là ngươi, chính là ngươi cố ý. Đại tiểu thư trong lòng đau khổ, nhìn với cái tên đáng ghét này, trong lòng không biết là cảm giác gì. Mọi cảm giác lẫn lộn, nước mắt lã chã rơi xuống, nói trong tiếng khóc.
là ngươi cố ý trốn ở nơi này nhìn thất chế cười. Tiểu nữ này quá quật cường rồi, ta còn chưa tập thành thói quen nghe chuyện riêng tư của người khác. Thấy đại tiểu thư khóc tới thê thảm, Lã Văn Vinh cũng không biết nên nói cái gì. Nếu là trước hôm nay, cái gì cũng đều không biết liền bỏ đi được. Hết lần này đến lần khác không đúng lúc, nghe được điều không nên nghe, lại bị đại tiểu thư phát hiện nữa. Việc này thật là khó làm. Hắn cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lý, chỉ đành chậm rãi tiến tới khẽ nói. Nàng chớ khóc nữa, ta thật sự không cố ý, là phu nhân sáng sớm tới tìm ta, nói không thấy nhị tiểu thư, ta mới tới nơi này xem xét. Biết đâu ta tìm ở chỗ này, nàng cũng tìm bên ngoài. Đấy chỉ là xảo hợp ngẫu nhiên, việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Về phần những lời nàng nói kia, ta một câu cũng không nghe thấy. Ngươi thật sự cái gì cũng chưa từng nghe thấy ư? Đại tiểu thư hừ một tiếng, nhìn vào hắn, nước mắt đã ảo ạt tuôn rơi, còn khóc nhiều hơn cả lúc vừa rồi. Tựa hồ nếu hắn thật sự không nghe được gì, ngược lại càng ủy khuất. Không có, không có, tuyệt đối không có. Lã Văn Vinh vội vàng nói. Cho dù là nghe được, ta cũng khẳng định sẽ quên hết, ta lấy danh dự đảm bảo. Nhìn vào cái tên Lâm Tam vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, đại tiểu thư nhịn không được nhào tới phía trước giơ nắm tay lên, giận dỗi đấm vào lồng ngực hắn lớn tiếng khóc ròng. Ta gọi xong ngươi không nghe, gọi xong ngươi không nghe, gọi xong ngươi không nghe, tên xấu xa nhà ngươi này muốn kỳ phụ ta chết ngươi mới cam tâm ư? Vô địch rồi, muốn ta nói là nghe không thấy nàng, muốn ta nghe thấy vẫn là nàng, trả lời thế nào đều là sai, còn phải chịu một trận nắm đấm của nàng, ta dễ chịu lắm sao? Nước mắt đại tiểu thư như mưa mùa hạ, nắm đấm nện lên người hắn so với gãi ngứa chả khác gì nhau. Té ra, nhà đầu này thật sự hơi thích ta. Lâm Văn Vinh hơi ngẩn ra, chẳng biết nên mừng hay nên lo. Hồi tưởng lại những chuyện trước kia cùng với đại tiểu thư, cũng thật sự có những xúc cảm tự thâm tâm không thể nào bày tỏ ra được. Chỉ bất quá ấn tượng đầu tiên của đại tiểu thư lưu lại về hắn là ti bỉ vô sỉ. Ấn tượng đầu tiên của đại tiểu thư trong hắn cũng là kẻ ở trên cao không cần thực tế. Hai người nhìn nhau không thuận mắt, giống như là oan gia tranh đấu, ai cũng không chịu phục ai. Hắn đơn giản chẳng nghĩ tới đại tiểu thư sẽ có hào cảm với mình. Nếu không phải hôm nay vô tâm nghe được, với tình trạng của mình và đại tiểu thư, thì cả đời này cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Cho nên nói, ấn tượng đầu tiên thật sự rất quan trọng mà. Hắn khẽ thở dài một tiếng, có chút cảm giác phiền não của hạnh phúc. Đại tiểu thư thấy vẻ mặt cổ quái của hắn càng sốt ruột xấu hổ, chẳng biết nên thế nào mới tốt. Lâm Văn Vinh nghĩ thông suốt những điều này, lại nghĩ đến cách đối xử của đại tiểu thư, lập tức sáng tỏ mọi cảm giác. Nguyên lai những hành vi của tiểu nữ này không phải là không có đạo lý, mà là vô cùng đúng đạo lý. Hắn liền phát huy hoàn toàn tinh thần, nhân tiện nhân ái, hắn hắc hắc cười nói. Đại tiểu thư, ta thật sự không nghe được à? Nếu không, nàng nói lại một lần, ta cam đoan một chữ cũng nhớ không sót. Trên mặt đại tiểu thư đỏ dần lên, vội vã lau đi lệ trầu nơi khóe mắt hầm hừ. Người nằm mơ đi, không nghe thấy là tốt nhất, có quỷ mới hy vọng người nghe thấy. Nghe hắn nói tựa hồ trong lời có ý, thần tình đại tiểu thư hoảng loạn vô cùng, cũng không dám nhìn hắn, tim đập thình thịch, mặt mày nóng bừng. Nhớ tới mọi chuyện xảy ra cùng với đại tiểu thư, Lã Văn Vinh khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Được rồi, không cần loạn lên nữa, việc cũng đã đủ rối tung rồi, chúng ta nói hết mọi chuyện trong lòng nhé. Bàn tay Tiêu Ngọc Nhược thật ấm áp, một chút mồ hôi rịn ra, nắm ở trong tay, giống như một khối ngọc trong nước ấm, nhu hòa vô cùng, láng mịn vô cùng. Bị hắn nắm lấy bàn tay, đại tiểu thư chỉ cảm thấy trái tim của mình muốn nhảy ra, thân hình khe khẽ rung động, muốn dậy ra khỏi hắn, lại dùng không ra sức. Nàng phảng phất nghe được tiếng chống ngực của mình, trong âm thanh mang theo chút run rẩy, cố nhịn sự ngượng ngùng, ngẩng mặt lên nói. Nói cái gì? Ngươi muốn làm gì? Chưa thấy người nào xấu như ngươi. Tim nàng càng nhảy càng nhanh, sớm đã nói không ra. Trên khuôn mặt như phấn, nhuộm một vầng đỏ nồng nàn, cảm giác như lửa thiêu, làm toàn thân mất đi sức lực. Nói xong một câu lắp bà lắp bắp, tự mình cũng không biết nói gì, càng không chút khí lực nào để nói. Nàng vội vàng cúi thấp đầu xuống, không dám để hắn nhìn thấy khuôn mặt đang bừng bừng của nàng. Ta không ở nhà, nàng chớ nên trách phạt hạ nhân. Sáng nghiệp dễ, giữ nghiệp khó, phải đối đãi với bọn họ tốt một chút, người ta mới có thể toàn tâm toàn ý ra sức cho nàng, cho nên chớ nên tức giận bừa bãi. Lâm Văn Vinh lờ đễnh nói. Đại tiểu thư khẽ hé môi ra, muốn phản bác,
nhìn thấy mặt hắn nghiêm chỉnh, lại không mở miệng nữa. Khuôn mặt nàng giống như muốn nhỏ ra nước, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong mũi nhẹ nhàng ư hử một tiếng, lập tức tựa hồ lại giống như không phục, ngẩng đầu lên nói. Ta đâu có đối không tốt với bọn họ, chỉ là thời gian này trong lòng bất ổn mới hơi quá khắt khe, ta cũng không làm gì sai, nhưng những người này lại đi tố cáo với ngươi. Mày như vẽ, mắt tựa nước xuân, khi cất lời, hai má đỏ bừng, bộ ngực phập phồng, tươi sáng như hoa đào tháng ba. Thêm vẻ mặt uất ức không còn như một nữ tử mạnh mẽ hay cáu gắt ở thương trường, thậm chí hiện ra hết thảy phong tình của người con gái đang e thẹn. Lâm Vân Vinh nhìn đến ngẩn ngơ. Đại tiểu thư, nếu mỗi ngày đều nhu tình như thế này, vậy sẽ là một mỹ cảnh à? Nhìn cái gì mà nhìn? Tiêu Ngọc Nhược trong lòng thẹn thùng không chịu nổi, muốn ra vẻ tôn nghiêm, cố dùng hết sức, nhưng không sao ngẩng mặt lên được. Bàn tay nhỏ bé bị nắm lấy, khẩn trương đầy mồ hôi. Ta phải đi tìm Ngọc Sương. Đại tiểu thư vội vàng cúi đầu xuống, giọng nhỏ như mũi kêu. Chúng ta cùng đi nhé. Lâm Văn Vịnh nói. Nhớ tới Ngọc Sương, trong lòng hắn cũng trở nên gấp gáp. Nơi này không tìm được tiểu ni tử kia, chẳng lẽ nàng thật sự xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Thấy vẻ mặt lo lắng trên mặt Lâm Tam, đại tiểu thư nghĩ tới quan hệ giữa mình và hắn, rồi nhớ lại quan hệ giữa muội muội với hắn, trong lòng nàng khó xử, cũng không biết như thế nào cho phải. Ai muốn đi cùng ngươi, không biết xấu hổ. Nghe hắn nói chuyện, đại tiểu thư khẽ run lên. Một tư vị ngọt ngào trỗi lên trong lòng, nói lời trái với lòng. Nàng dùng hết sức mới rút bàn tay ra khỏi hắn, trên mặt sáng bừng, nào có dũng khí nhìn hắn, khẽ nói. Ta đi tìm Ngọc Sương, ngươi chớ đi theo ta chán ghét ngươi. Chán ghét thì chán ghét, không chán ghét mới là lạ đó. Lâm Văn Vinh nhìn đại tiểu thư cười ha hả. Đại tiểu thư phảng phất như bị hắn nhìn thấy tâm sự. Thân hình yểu điệu xoay lại, hướng thẳng bên ngoài đại điện chạy đi. Bước chân vô cùng cấp bách, tựa hồ ở nơi này đợi thêm một khắc, liền sẽ nguy hiểm hơn một phần. Nhà đầu này, chạy thật nhanh. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn bóng dáng yêu kiều chập chờn của đại tiểu thư, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu ha. Ngày hôm qua còn đang oán giận bừa bãi, hôm nay lại nghe được lời thật lòng của nàng, tuy chưa phải nằm mộng về hắn, nhưng cũng đã nảy sinh những cảm xúc không sao nói rõ được. Đại tiểu thư, đi nhầm hướng rồi. Thấy Tiêu Ngọc Nhược vội vàng đi về phía trong chùa, hiển nhiên là dưới tâm tình kích động, căn bản không nhận rõ phương hướng, Lâm Văn Vinh cười ổ lên. Ai cần ngươi lo? Trên mặt đại tiểu thư nóng dần lên, dừng bước lại, thấy quả nhiên là do quá bối rối, đã đi ngược chiều, hậm hực dậm chân. Gương mặt xinh đẹp như dáng chiều, chuyển hướng chạy ra ngoài chùa. Đi tới chỗ không sàn Lâm Văn Vinh, nàng len lén liếc hắn một cái, yêu kiều hừ một tiếng. Người này thật là đáng ghét. Nàng như hờn như oán, có chút tức giận kèm theo ba phần thẹn thùng. Lâm Văn Vinh nhìn đến ngẩn người, trong lòng rung động. Đại tiểu thư này thật khiến người ta tiêu hồn phách tán, so với An Tỷ Tỷ còn hơn ba phần. Tiêu Ngọc Nhược thấy mắt hắn rực lên như ánh đuốc, nào dám nấn ná thêm. Cũng không quay đầu lại, chạy thẳng ra ngoài. Chỉ là tâm tình không còn bình lặng được như trước nữa rồi. Thật sự là đến sớm chẳng bằng đến đúng lúc à. Thấy Tiêu Ngọc Nhược ra khỏi cửa miếu, Lâm Văn Vinh quay người lại bất đắc dĩ cười khổ. Quyền một đình bạc làm hưng hòa, bái lại Bồ Tát với sự thành kính chưa từng có trước đây. Cảm tạ các vị Bồ Tát đại tiên khẳng khái tương trợ. Chờ ta từ kinh thành trở về, nhất định sẽ dắt vàng đắp tượng lại cho các vị. Hắn đang lo lắng về Tiêu Ngọc Sương, cẩn thận tìm kiếm bên trong Tê Hà Tự một lượt nữa. Gặp người là hỏi, cũng y như trước đây, không thấy được bóng dáng của nhị tiểu thư. Tư vị mông mông lung lung cùng đại tiểu thư vốn thật là khoan khoái, nhưng không tìm được Ngọc Sương, tâm tình của hắn cũng không thể khá lên được. Ra khỏi chùa, đại tiểu thư sớm đã không biết đi đâu rồi. Nghĩ tới tâm trạng nha đầu đó lúc này, e là đã rối thành một mớ tơ vò, nào còn có thể an tâm tìm kiếm Ngọc Sương, đã làm khó nàng rồi. Đang nghĩ đến việc trở về triệu tập Thanh Sơn và Lạc Viễn, phát động huynh đệ trong Hồng Hưng đào ba tấc đất cũng phải tìm được Ngọc Sương, hắn đã lang thang tới bên hồ Tây Hà Tự. Lần trước bị bắt cóc trở về, ở chỗ này đang muốn thân thiết với nhị tiểu thư, đã bị đại tiểu thư bắt tại trận. Lúc đó hận đại tiểu thư tới ngứa răng, bây giờ nghĩ lại, nơi này có bao điều tư vị, cũng có biết bao hoài niệm. Mặt hồ tĩnh lặng, trong vắt tới tận đáy. Ánh mắt hắn vừa tùy ý phóng tới,
liền thấy một công tử thiếu niên ngồi bên hồ. Lưng quay về phía mình nhìn không rõ dung mạo, vóc dáng không cao, mặc chiếc áo bào lam nhạt, hai bờ vai gầy gò mong manh, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn nà, cái tai sáng bóng tựa như ngọc. Thân hình này có chút quen thuộc, còn công tử ca nhà ai nhìn tuấn tú như thế chứ? Lâm Văn Vinh đưa mắt nhìn kỹ một cái, trong lòng tức thời đại hỉ, không một tiếng động liền lặng lẽ tiến tới khẽ nói: "Nữ thi chủ, bần tăng mang trà tới cho nàng." "Không cần, không cần, hòa thượng ở đâu lại đến quấy rầy bổn tiểu?" Thanh âm của thiếu niên công tử kia thánh thót, vừa nói được một nửa, chợt cảm giác có điều khác thường, vội vàng xoay người lại, thấy ngay khuôn mặt mà nàng đã sớm tối mong mỏi, một màn hơi nước mỏng đã che mở đôi mắt. "Lâm Tam, thật sự là chàng ư?" "Nữ thi chủ, đúng là bần tăng. Ui, nữ thi chủ, nàng đánh lão nạp bị thương rồi." Nhị tiểu thư nhà vào lòng hắn, liều mạng đấm thùi thụi vào ngực hắn, lệ hoa rơi đầy hai má. "Đáng ghét, đáng ghét, kẻ xấu xa đáng ghét chàng. Ai bảo chàng đi không tới tìm ta, thiếp đánh chết chàng, sau đó cùng chết luôn với chàng." Cái ngực này của hắn mới vừa rồi ở trong miếu gặp phải đại tiểu thư đập bừa, bây giờ lại bị nhị tiểu thư đánh loạn, khóc cười cũng chẳng xong. Duyên phận của ta với hai người tỉ muội này thật sự có chút kỳ diệu. Ôm chặt nhị tiểu thư trong lòng, nhà đầu này khóc tới thiên sầu địa thảm, nước mắt thấm ướt vạt áo hai người. Nhị tiểu thư lại càng khóc càng lợi hại, như là tháo nước trực giang, khóc tới cơ hồ muốn ngất đi. "Sao phải khổ thế?" Lâm Văn Vinh thầm thở dài. "Đây là lão tử tự làm tự chịu, thật làm khổ Ngọc Dương rồi." Hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Ngọc Dương mấy cái, khẽ nói: "Nhị tiểu thư, đừng khóc nữa, nàng khóc thì lòng ta chịu không nổi." Nhị tiểu thư khịt mũi một cái nói: "Ta cứ khóc, cái đồ không lương tâm không chịu chết đi. Chàng ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt thật là sung sướng, nào đâu nhớ tới thiếp, thiếp có khóc đến chết chàng cũng có quan tâm đâu." "Ta làm sao không nhớ tới nàng chứ? Ta mỗi sáng nhớ, tối nhớ, khi ăn cơm nhớ, khi ngủ cũng nhớ." Lời nói ngon ngọt không cần ngẫm nghĩ, mở miệng là tuôn ra, hắn khẽ thở dài nói: "Ây, nhị tiểu thư, nàng không biết, lần này ta đi cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa không còn sống sót trở về nữa." Nhị tiểu thư quả nhiên bị một chiêu này của hắn làm bay biến hết tinh lực, bị dọa tới không dám khóc nữa, ôm chặt lấy hắn hỏi: "Lâm Tam, chàng bị làm sao rồi? Có phải là có người khi phụ chàng không? Nói cho thiếp, thiếp sẽ mang Trần Viễn tướng quân đi thu thập hắn, xem ai còn dám khi phụ chàng không." Lâm Văn Vinh khóc cười cũng không xong, trong lòng lại càng thêm cảm động, ôm lấy nàng: "Nàng không cần lo lắng, những người khi phụ ta sớm đã bị ta giết chết rồi. Sau này ai dám khi phụ nàng, nàng cũng nói với ta. Bây giờ trên tay ta có nhiều người, đánh hắn xương tàn cốt nát cũng không thành vấn đề." "Bà Hoa." Nghe ngữ khí của hắn thoải mái, nhị tiểu thư cũng ngớt nước mắt mỉm cười: "Nếu nói đến khi phụ thiếp, thì kẻ đầu tiên chính là chàng, chàng tự đánh chết mình đi." Lâm Văn Vinh cười ha ha: "Hờ, sao có thể chứ, ta yêu nàng còn không kịp, sao nỡ khi phụ nhị tiểu thư chứ. Chàng tự nói xem, chàng trở về Kim Lăng bao nhiêu ngày rồi mà chưa từng tới gặp thiếp. Uổng công thiếp mỗi ngày vì chàng ở trong phòng cầu phúc, người trong phủ đều nói thiếp đổi tính rồi đó." Tiêu Ngọc Dương mắt nổi lệ hoa ấm ức nói: "Ngẫm lại cũng đúng. Một tiểu nha đầu 16-17, trước đây hoạt bát thích làm chuyện ác, từ sau khi gặp mình lại trở nên đa sầu đa cảm, tính ra là mình là kẻ gây ra." Nghĩ vậy, Lâm Văn Vinh nghiêm mặt nói: "Ngọc Dương, nàng sau này không nên tự tạo áp lực với mình. Nàng thích cái gì thì làm cái nấy. Ta chính là thích tiểu nha đầu vô sầu vô ưu trước kia." Tiêu Ngọc Dương cười ngượng ngùng hầm hừ: "Chỉ cần chàng không khi dễ thiếp, thiếp chính là Ngọc Dương kia. Chàng nói đi, chàng khi nào mới không khi dễ ta nữa?" Thấy mắt nàng rưng rưng, nhưng nụ cười đã ở trên gương mặt, hàm răng trắng bóc, ánh mắt sáng ngời, tuy còn nhỏ tuổi nhưng diễm lệ phi phàm, vẻ mặt thiết tha, mang một phong vị khác hẳn đại tiểu thư. Lâm Văn Vinh trong lòng ngứa ngáy cười hắc hắc: "Ta đây khi dễ nàng cả đời, nàng có nguyện ý không?" Tiêu Ngọc Dương vừa kinh ngạc vừa hân hoan nhìn hắn, siết chặt cổ hắn: "Đây là chàng nói, sau này chúng ta khi dễ nhau, ai cũng không cho phép rời xa." Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, đột nhiên mở miệng hỏi: "Lâm Tam, chàng dẫn tiếp trốn đi." Lâm Văn Vinh đổ mồ hôi: "Nhà đầu kia sao lại nảy sinh ý niệm ngu ngốc như thế, bỏ trốn chẳng nhẽ lại rất thời thượng sao?" Hắn cười nói: "Bỏ trốn chẳng phải là hành vi đứng đắn, chúng ta trước mắt chẳng nên bỏ đi." Nói như vậy không có một chút giả dối,
Tiêu phu nhân đã sớm thông qua chuyện hai người, chỉ bất quá lúc này đang có chiến tranh lạnh với Tiêu gia, cho nên việc này mới nói sau. Ai nói không được? Nhi tiểu thư bĩu môi nói. Chàng đã gây sự với tỷ tỷ như vậy, tỷ ấy còn không cho chàng bước vào cửa, làm sao mà đồng ý chuyện của chúng ta? Nàng biết gì chứ? Nhi tiểu thư, kỳ thật chuyện này không phức tạp như nàng tưởng đâu. Nhi tiểu thư hử nói. Nghe tỷ tỷ nói, chàng mang hai nữ nhân trở về, tỷ tỷ lo lắng cho tiếp, mới bắt chàng đứng ngoài cửa phải hay không? Về chuyện này, Lâm Vân Vinh vốn định cũng không có giấu giếm nàng. Gật đầu nói. Ngọc Sương, không dối gạt nàng, lúc này tại Kim Lăng, ta đã có hai hồng nhan tri kỷ, ta tuyệt không rời các nàng ấy, tựa như tuyệt không rời nàng. Tiêu nhị tiểu thư cắn môi sụt sịt nói. Chàng bại hoại lưu tình khắp nơi, người ta sớm biết, chỉ đáng hận là thiếp sao lại thích chàng. Chàng muốn thế nào, thiếp còn có thể ngăn chàng sao? Người ta vì chàng, ngay cả gia đình cũng bỏ qua. Chàng dám không cần thiếp, thiếp sẽ chết cho chàng xem. Nào có, sao lại thế được? Lâm Văn Vinh cười ha ha, nhìn nhị tiểu thư ở trong lòng nói. Được rồi, nàng sao lại mặc trang phục này? Lại tới đây, đại tiểu thư mới rồi tới tìm nàng, nàng thấy chứ? Ngọc Sương cắn lên tay hắn một cái hầm hừ. Chàng bây giờ mới hỏi ta chuyện này, ta bực mình không nói cho chàng. Ta muốn cưới nàng về nhà, nàng có nguyện ý không? Nhị tiểu thư đỏ bừng mặt cúi đầu nói. Bây giờ ư, người ta còn muốn tới kinh thành cầu học, nếu không chúng ta cũng thành thân được rồi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt hắn lộ ra nụ cười, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói. Lâm Tam bại hoại, khi dễ thiếp như vậy, tương lai thiếp nhất định phải khi dễ chàng lại. Cùng với nhà đầu ngây thơ trong sáng hàn huyên đôi câu, thoải mái chẳng còn ưu tư, Lâm Văn Vinh thật vui vẻ. Nhị tiểu thư nói tiếp. Hôm qua thiếp nghe được từ bọn nha hoàn, mới biết được tin chàng trở về, bực bội tỉ tỉ vẫn gạt tiếp. Còn nghĩ chàng bị bắt đứng ngoài cửa, tìm tỉ ấy tranh cãi. Tâm tình tỉ tỉ tự hồ cũng rất xấu, tỉ ấy có chút kích động khi nói chuyện với tiếp. Người ta nhất thời ấm mức nên mới nghĩ đến việc ra ngoài tìm chàng. Kể lại tình hình đêm qua, trên mặt Ngọc Sương lại thêm vẻ ủy khuất. Lúc ấy trời tối, thiếp lại chẳng biết đi đâu, đành phải đợi sáng nay mới trốn ra ngoài tìm chàng. Thiếp phải thay đổi trang phục để tránh tai mắt kẻ khác, nhưng không biết chàng trốn đâu, tìm mãi mà chẳng thấy nên nhớ tới nơi này. Thiếp nghĩ, bổn tiểu thư một mực chờ ở đây, xem chàng có thể tìm ta không. Chàng ba ngày không tới, ta chờ ở đây ba ngày, nếu chàng là kẻ không có lương tâm, vĩnh viễn không nhớ thiếp, thiệp sống không còn ý nghĩa, vậy thì chết đi còn tốt hơn. Nhà đầu kia cũng có tính cố chấp giống tỷ tỷ của nàng. Lâm Văn Vinh vừa buồn cười lại cảm động, vỗ vỗ lên hai má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cái gì mà chết, sau này không cho phép nói lời như thế này. Nàng còn nhỏ tuổi, còn chưa hưởng qua những tư vị của hạnh phúc mà. Sau này nàng sẽ trở thành một cô gái hạnh phúc nhất cõi đời. Một trong. Hai chữ này để trong lòng, không thể nói ra ngoài miệng. Nhị tiểu thư cố sức ôm lấy hắn hầm hừ. Chàng nói dễ nghe vậy. Vậy hai vị tỷ tỷ kia hiển nhiên cũng đã bị chàng lừa gạt rồi. Nàng tựa đầu vào ngực Lâm Tam, cười ngọt ngào, dịu dàng nói. Bất quá, cuối cùng chàng có chút lương tâm. Biết tới đây tìm tiếp, còn có thể nhận ra tiếp. Mới vừa rồi tỷ tỷ tới tìm, thiệp cố ý né tránh. Mà dáng vẻ tỷ ấy lúc tới đây cũng thật kỳ quái. Giống y như lúc thiếp tưởng nhớ chàng, cũng không biết phải làm sao. Thiệp lúc ấy trong lòng không đành lòng, thiếu chút nữa gọi tỷ, nhưng lại nghĩ chuyện tỷ ấy đối đãi với chàng, thiệp lại nhẫn nại. Lâm Tam, thiếp biết tỷ tỷ làm vậy khiến chàng chịu ấm ức, dám chắc khó chịu trong lòng, ngay cả thiếp cũng không chịu nổi. Nhưng tỷ tỷ nàng là muốn tốt cho thiếp thôi, thiếp thay tỷ ấy bồi tội, chàng có tha thứ cho tỷ ấy được không? Tha thứ? Bây giờ vấn đề này còn phức tạp hơn nữa kìa, hắn cười ha ha. Ha, ta là người hay quên. Ngủ một giấc tỉnh lại quên sạch, nàng không biết sao hả nhị tiểu thư? Ta sao lại biết được, lại không có ngủ cùng chàng, đáng ghét. Nhị tiểu thư đấm hắn một cái, làm nũng trong lòng hắn. Ngẫm lại, đã rước được hai lão bà về nhà, nha đầu Ngọc Sương qua cửa cũng là chuyện sớm muộn. Mấy nàng chắc phải cần mở một hội nghị liên tịch. Hắn ghé miệng thì thầm vào chiếc tai nhỏ xinh như ngọc kia. Hai vị tỷ tỷ của nàng đều ở một nơi tuyệt lắm. Đó có một con thuyền lớn, cũng chỉ có mấy người chúng ta thôi. Ai cũng không thấy chúng ta. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta cùng hai vị tỷ tỷ của nàng
mỗi ngày đều làm mấy chuyện rất thú vị. Nàng có muốn đi xem không? Ta dẫn nàng đi được hay không? Được hay không? Tâm trí của tiểu nha đầu vừa nghĩ tới việc ấy, tiếp đó như nhớ ra điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng chối từ. Chàng chưa chính thức cưới thiếp, thiếp đi tới đó làm gì? Lại muốn làm chuyện xấu có phải không? Toạt mồ hôi à, ta càng lúc càng giống một con sói lớn rồi. Lâm Văn Vinh cười ha ha hai tiếng, giơ ngón cái nói. Nhị tiểu thư, tính cảnh giác của nàng thật cao, hôm nay không đi, vậy ngày sau đi. Nhị tiểu thư giữ chặt tay hắn nói. Chàng trước đây nói, thiếp phải học chút bản lĩnh để trợ giúp mẫu thân, trợ giúp tỷ tỷ. Chàng vắng mặt nhiều ngày, ta đã bắt đầu rất cố gắng học tập. Không chỉ học chút thi thoại, mà còn học phương pháp tính toán. Khi tới kinh thành, thiếp còn muốn bái danh sư. Bồn tiểu thư không tin, chuyện người khác có thể làm, thì Tiêu Ngọc Sương này làm không nổi. Vẻ mặt nàng cương quyết, trong mắt bắn ra tia nhìn kiên định, trông có chút giống tiểu phu nhân. Cũng thấy cả bóng dáng của đại tiểu thư. Lâm Văn Vinh than thầm. Nhà đầu kia trưởng thành đã có chủ kiến rồi. Chỉ mong kinh thành có thể khiến nàng toại nguyện. Lâm Tam, tới kinh thành nếu thiếp bận học tập không quan tâm được tới chàng, chàng chớ trách thiếp, có được không? Tiêu Ngọc Sương dựa vào người hắn nhẹ nhàng nói. Nhà đầu kia cũng đã bắt đầu đề phòng ta rồi. Lâm Văn Vinh ôm nàng vào lòng cười nói. Nàng càng chăm chỉ học tập, ta lại càng cao hứng. Nàng nếu học không tốt, ta sẽ đánh mông nàng. Bại hoại. Đôi mắt của Ngọc Sương chợt ướt át, cảm thấy một luồng nhiệt đặt lên kiều đồn của mình. Ừ hử một tiếng ngượng ngùng ỉ ôi trong lòng hắn. Ôm ấp nhị tiểu thư, đột nhiên nhớ lại tình cảnh cùng đại tiểu thư trong đại điện sáng nay. Trong lòng Lâm Văn Vinh nhất thời trỗi lên những cảm xúc lâng lâng. Vốn nghĩ chỉ trộm một tiểu thư, vậy mà không ngờ lại hoàn thành nhiệm vụ quá mỹ mãn. Giờ thì chẳng biết phải làm sao cho tốt. Mà đại tiểu thư cũng đúng là một đóa hoa hà. Thật nan giải. Thân hình mỹ miều mềm mại kia nhẹ nhàng ngọ nguậy trong lòng hắn. Hắn khẽ nhếch mép cười, những suy tư liền bay biến. Lâm Tam, chúng ta đi đâu đây? Nhị tiểu thư ngồi trên xe ngựa, dựa vào người Lâm Văn Vinh tò mò hỏi. Tới một nơi hay lắm, nàng nhất định sẽ thích. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Ha, hôm nay nàng gạt phu nhân với đại tiểu thư trốn đến đây. Mấy người đó chắc chắn lúc này sẽ lo lắng không yên. Sau khi ta đưa nàng đến chỗ kia, sẽ trở về nhà ngay, có được không? Nhị tiểu thư vâng một tiếng nói. Vậy con chàng, sao không trở về? Ta chỉ du ngoạn bên ngoài ra 3 ngày thôi. Cải tháng trước kia quá mệt mỏi, nhân tiện lúc này nghỉ ngơi. Đằng nào qua năm chúng ta sẽ cùng nhau tiến kinh. Lâm Văn Vinh đáp. Quan hệ của hắn và đại tiểu thư bây giờ khá mập mờ, lại có chút hồ đồ. Trở về bây giờ sẽ là một vấn đề khó khăn. Nhị tiểu thư nhu thuận ừ một tiếng, ỉ ôi trong lòng hắn. Thiếp nghe lời chàng. Vậy sau khi đến nơi kia, chàng hộ tống thiếp trở về nhé. Nhưng mà chàng mỗi ngày đều phải đến thăm thiếp. Thiếp còn nhiều vấn đề muốn hỏi chàng. Nếu chàng không chịu ở bên thiếp, thiếp sẽ mỗi ngày chửi mắng chàng cho đến khi chàng chịu đến thăm thiếp thì thôi. Lâm Văn Vinh bật cười. Nhà đầu thật sự uy hiếp kinh người à. Nhị tiểu thư hừ một tiếng, nhéo vào ngực hắn một cái, liếc mắt nhìn hắn với vẻ hoan hỉ lẫn chút thẹn thùng. Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên say đắm nhìn Lâm Văn Vinh với một ánh mắt mê người, thì thầm. Chàng là đồ xấu xa, bỏ nhà đi lâu như vậy mà chỉ gửi có một bức thư về nhà, mà cũng chỉ có vài ba chữ. Trên cái thứ giấy bỏ đi không dùng được, thật là tức chết mà. Cuộn giấy đó không dùng được ư? Ta đâu có tiết kiệm đến như vậy. Lâm Văn Vinh thấy làm kỳ quái, cầm mảnh giấy trên tay Ngọc Sương xem xét. Chỉ thấy trên đó có mấy chữ như phượng múa rồng bay. Nhị tiểu thư, ta nhớ nàng. Ngày đó tới Phong huyện, nhận được phong thư của đại tiểu thư, hắn trong đêm viết ngay một bức thư hồi âm, nhờ người của Từ Vị chuyển về lập tức. Hắn dĩ nhiên còn nhớ chắc chắn rằng bức thư đó rõ ràng có 3 câu, nêu rõ tên của 3 người. Chẳng hiểu như thế nào chỉ có 1 câu tới tay nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, ai gửi mấy chữ này cho nàng? Lâm Văn Vinh lấy làm kỳ quái hỏi. Đương nhiên là do tỷ tỷ đưa cho thiếp. Tỷ ấy nói là chàng gửi thư cho thiếp làm thiếp mừng muốn chết. Ai dè chỉ có vài chữ thôi, chàng đúng là kẻ độc ác mà. Mặt nhị tiểu thư đỏ hồng, giữ chặt mảnh giấy nhỏ ấy trước ngực, dựa vào lòng hắn nũng nịu nói. Chỉ có mấy chữ này đây, mà làm thiếp ngày nào cũng nằm mơ tới chàng, đáng ghét. Lâm Văn Vinh đã hiểu rõ ra.
Dĩ nhiên là đại tiểu thư thấy lời lẽ trong bức thư không hay ho, nên cắt bức thư thành ba mảnh, chia cho từng người. Chỉ khổ là hình dạng mấy mảnh thư hơi kém một chút, nhưng hợp lại thì cũng không khác là bao nhiêu. Choáng, ta thật không ngờ tới điểm này. Đại tiểu thư thật quá tài mà. Lâm Văn Vinh hận không cười dài ba tiếng. Đại tiểu thư thật hiểu lòng người á. Chỉ bất quá không biết Tiêu phu nhân có nhận được mảnh giấy kia không? Chẳng lẽ bị đại tiểu thư giữ luôn? Cái đó cũng chính là một tội chứng à.